Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Những bậc làm cha mẹ mà có phá con trong cái lúc mang thai á, thì sau này người cha mẹ đó muốn tu thiền tông, thì đứa bé đó nó có phá, quay lại phá cái người cha mẹ này tu thiền tông không ạ? Tu thiền tông á, nếu cha mẹ tu thiền tông để ra con hoàn toàn không ai không phá. Nó có cái lực dương nó mới vô được nha. Nó vô dương là nó vô, nó ủng hộ. Trừ trường hợp mà có con trước biết thiền tông sao là khác. Một, đa số có con trước mà vô thiền tông thì có 50 thôi. Trung bình 50 nó theo, 50 nó không theo. Bởi vì đó nó theo cái nghiệp của nó mà. Theo nghiệp nó, tôi vô tôi phá ông này nè, tôi phá bà này, bà nuôi tôi, bà thấy tôi, bà thương lắm, có gì tôi đòi về bảo cho hết. Là nó lên nó đòi nợ. À, còn vô nó có hiếu này là nó trả nợ. Còn tất cả vợ chồng tu thiền trong trước sanh con sau hoàn toàn không phá. Những cặp vợ chồng có nên đẻ nhiều nhiều chút đi, đang gì đang đưa về Phật giới nhiều chút, tạo công đức luôn, tạo công đức bằng trong gia đình.